đi sống ảo, em không thích rồi ạ. Ồ, em không sống ảo, em toàn sống thật. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Thôi ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Vườn Linh và các vị khán giả. Em tên là Bích Phương, năm nay em 25 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. Em quê ở đâu Phương? Dạ, em ở Phú Yên chị. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Hồ Quốc Huy, năm nay em 26 tuổi và hiện tại là em đang là nhân viên kinh doanh của một công ty thời trang. Ở thành phố hả? Dạ đúng rồi ạ. Em quê ở đâu? Quê em ở Bình Định anh ạ. Bình Định? Dạ. Bình Định, Phú Yên là sát bên nhau. Sát bên anh em. Hay xóm. Hãy giới thiệu điểm mạnh và điểm yếu của mình. Em thì là một người phụ nữ, nói chung là tiếp người phụ nữ của gia đình. Em rất là quan tâm đến mọi người và em một người rất là thân thiện. Còn điểm yếu của em á, em hay bị hồi hộp và dễ bị xúc động. Giờ đang hồi hộp phải không? Dạ em rất là hồi hộp. Có tật xấu gì không? Tật xấu là em dễ bị nổi nóng ạ. Nhưng mà bây giờ thì em đã kiềm chế lại được rồi. Càng lớn thì em kiềm chế lại được ạ. Dạ. Mời bạn trai, em ưu điểm và khuyết điểm mình là gì? Ưu điểm của em thì em biết quan tâm người khác, em thích lắng nghe. Và em có khả năng mà nắm bắt được tâm lý của người khác. Bởi vì em làm kinh doanh. Còn cái khuyết điểm của em thì em hay quên chị. Em cũng hay quên anh ạ. Hai người gặp nhau dễ quên là mệt lắm. Chết rồi. Yêu nhau thời gian nó nhìn nó, ủa anh là ai vậy, em là ai thế? Không những điều đó thì không quên được đâu ạ. Cái gì mà sâu sắc quá thì không quên đâu nè. Rồi tình trường của hai bạn thì sao? Dạ em thì trải qua hai mối tình rồi ạ. Nhưng mà mối tình của em thì chủ yếu là yêu xa thôi. Và em vừa mới chia tay được hơn một năm. Thì bây giờ thì em muốn bắt đầu tìm hiểu một cái mối quan hệ mới ạ. Muốn xa hay muốn gần? Xa thì đều là thất bại hết, nên bây giờ em muốn thay đổi là gần đi, biết đâu lại được happy ending thì sao ạ? Đúng rồi. Bạn nữ hiện tại bạn đang ở quận mấy bạn ha? Mình ở quận Thủ Đức ạ. Ở Thủ Đức, mình ở Gò Vấp, thì từ Gò Vấp qua Thủ Đức chắc cũng gần. Hy vọng với một cái địa lý gần như vậy thì chúng ta sẽ có một cái happy ending giống như ý bạn gái muốn, đúng không? Rồi. Em ước muốn có một người bạn trai như thế nào để tiến tới hôn nhân? Dạ thì em muốn bạn trai của em là một người đàn ông chững chạc, biết lo cho gia đình. Nói chung là em rất là thích tiếp người giống như anh Vườn Linh ạ. Lúc nào em cũng theo dõi cái trang Facebook của anh Vườn Linh và chị Dạ Thảo hết ạ. Trời ơi. Nói chung là em rất là ngưỡng mộ cái gia đình. Em có like, có comment không? Dạ có đó. Cảm ơn em. Dạ coi livestream luôn ạ. Trời ơi. Thôi. Bạn trai thì tích người mà để có thể là trở là vợ em muốn là vợ em á, thứ nhất là phải biết quan tâm chia sẻ với người khác, cái thứ hai nữa là sống phải có trách nhiệm với mọi thứ, từ mối quan hệ bạn bè cho tới gia đình cho tới công việc, thì đó là điều mà em muốn nhất. Dạ thôi. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Từ trước tới giờ thì em trải qua hai mối tình nữa nè. Hai mối tình rồi. Dạ. Sâu sắc không? Có nè. Bạn tại sao lại chia tay? Mối tình đầu tiên á, thì hồi đó thì còn con nít quá. Rồi bỏ qua đi, mối tình sâu sắc kế bên nè. Dạ không, đó là mối tình mà sâu sắc nhất á. Còn mối tình thứ hai là không có sâu sắc hả? Mối tình thứ hai thì nói chung cái gì là cũng đầu tiên cũng là nó sâu sắc mà nó để lại cái ấn tượng nhiều nhất. Mối tình thứ hai thì em bị cấm sừng. Cấm sừng mới chia tay đúng rồi. Dạ. Thôi bây giờ mình quên tất cả mọi thứ đó đi, mình đang đến một cái mối quan hệ mới, tất cả đều mới hết. Em mong muốn một cái hình tượng thế nào cho một cô người vợ tương lai? Hình tượng thì nếu mà xét về ngoại hình á, thì em chỉ cần không cần phải là đẹp quá đâu, chỉ cần dễ thương được rồi. Em không thích điều gì ở người vợ tương lai của mình? Vô tâm, vô trách nhiệm. Bạn gái thì sao? Em không thích điểm gì ở người bạn trai? Em không thích bạn trai của em tính con nít mà. Con nít nè, rồi hay nhậu nhẹt lai cà. Hay sống ảo, em không thích rồi ạ. Ồ, bạn trai có sống ảo không em? Dạ, em không sống ảo, em toàn sống thật. Có hay chụp hình đăng Facebook không?
cũng ít lắm chị ạ. Đăng Facebook người ta đăng thiệt, còn đăng cứ sửa 720 độ rồi gì áp yết gì đó mới ảo đúng không? Dạ, cái đó nguy hiểm lắm anh ạ. Nói chung nhìn vô Facebook thì nhìn thấy đẹp, đẹp đúng không? Dạ, ra ngoài thì cũng đẹp nhưng mà đẹp theo cách khác. Sửa hình á là còn đỡ, sửa hình dù sao cái nền kỹ cũng là cái mặt của mình rồi, chỉ chỉnh sửa chút đỉnh thôi ha. Chỉ sợ là sáng sáng tập thể dục rồi chạy bộ qua nhà hàng xóm đứng trước xe hơi của người ta chụp rồi đăng Facebook á, nó mới là cái đó mới gọi là ảo. Đứng trước cửa nhà ba rồi hả? Mình ở nhà lá mà qua nhà lầu đứng chụp hình rồi đăng lên rồi ha, đó mới là ảo đó. Chứ còn sửa hình thì cũng được. Con người có nhu cầu làm đẹp mà. Được ha. Dạ. Bây giờ nếu như hợp lý được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ khoảng từ 1 đến 2 năm chị ạ. Tùy theo cái tình cảm của hai người và tùy theo cái mức độ mà mình thấu hiểu người kia như thế nào. Dạ. Mà cái công việc của em á, có cái định hướng gì phát triển tương lai thêm về kinh tế nó? Em sẽ kinh doanh nhưng mà phải là năm sau, năm 35 tuổi. Năm nay lại nhiêu rồi? Năm nay 26 chị ạ. Trời ơi, 10 năm nữa mới kinh doanh hả? Dạ, bởi vì thật sự đi làm khác với cái việc mà mình kinh doanh. Bởi vì mình kinh doanh thì mình phải bỏ ra cái đồng vốn và mình phải cần rất là nhiều thứ để có nghĩa là 10 năm nay là vẫn đi làm cho người ta để tích lũy kinh nghiệm rồi kinh dành nghiệm để dành là, đúng tiền. 35 tuổi mới bung ra kinh doanh. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Bây giờ kinh doanh lộ hết. Dạ đúng rồi, chính xác chị. Em mốt là mình có bạn gái mình lập nghiệp ở thành phố luôn, không có về quê nữa đúng không? Dạ. Sau này thì em muốn về quê chị ạ. Ủa sau này là bao lâu? Sau năm 35 tuổi. À là về quê kinh doanh. Dạ đúng rồi. À mà để chị phải hỏi bạn gái này coi có chịu đi về quê mà kinh doanh làm ăn không nha. Về quê được không? 35 tuổi về quê. 35 tuổi hả? Thì hơi sớm quá nhỉ. Đã về quê, nếu mà quyết định về á thì chúng ta về ngay từ những lúc đang em đang tràn đầy năng lượng thế này, em đang có nhiều tư duy và sáng tạo, sức trẻ thế này. Dạ. Mà em đang lập nghiệp từ đây tới 35 tuổi, tức 10 năm. Em đã tạo dựng một cái sự nghiệp ở thành phố này rồi, rồi tự nhiên cái em đủ em đang thành công, em bỏ 35 về quê, tức phải làm lại từ đầu, đúng chưa? Vậy thì hơi mệt. Dạ. Thôi cái... nhiều khi bây giờ bạn ấy nói vậy chứ 10 năm sau vậy khác rồi. Chị hình chữ lo thì mai khác. Có thể. Rồi bây giờ đến qua anh xem cô gái theo dõi Facebook của anh thế nào nha. Chúc anh like stream luôn. Ôi chào em gái dễ thương quá. Dạ. Bây giờ theo em làm dâu á là tốt hay là không tốt? Dạ em thì người của phụ nữ gia đình, em mình với ba mẹ của bạn đời mình thì nói chung là cách đối xử của hai người sẽ mình sẽ nhận lại giống như vậy thôi ạ. Em không thích nhất điều gì với người chồng tương lai của mình? Người chồng tương lai vô tâm ạ. Nữa vô tâm nữa. Dạ. Bên kia cũng vô tâm, bên đây cũng vô tâm nữa. Giống quá. Có những cái tật xấu gì mà của đàn ông em không thích không? Hút thuốc. Em cực kỳ, nói chung là em thấy đàn ông mà hút thuốc thì em rất là em khó chịu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em thích nhất đàn ông làm gì cho mình? Nói chung là nấu ăn. Hả? Thì dễ mà. Cái khó mà có cái là khó chị anh ơi. Khó hả? Cái đó khó chứ. Em biết nấu ăn hả? Em không biết nấu ăn. Trời ơi chết rồi. Dạ không không, em không cần phải nấu ăn đâu. Nấu ăn cho em đâu, có nghĩa là em nấu thì anh có thể phụ bằng những ví dụ lặt rau hoặc là rửa chén cho em bằng như đó là em cũng cảm thấy vui rồi ạ. Rồi thích người đàn ông nấu ăn cho mình ha. Dạ. Anh chưa biết nấu rửa chén thôi cũng được. Đập chén cũng được nữa, miễn có đứng đó là được rồi. Hôm nay mình đi có đi với người thân không? Dạ có, em đi em đi với bạn thân và em họ của em ạ. Chào em. Em chào chị Quỳnh Linh. Ô chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Toàn bộ quý vị khán giả của trường quay. Chị chào em. Chào em, chị thấy em dễ thương cái sao luôn. Em run quá, hồi hộp quá. Không có sao, vui rồi em. Nói đi em. Qua mà gặp giao tiếp các bạn ở bạn trai đây ấy, thì em thấy rằng là bạn còn trẻ nhưng mà có suy nghĩ chín chắn hơn tuổi. Thì em thấy cũng hợp với lại bạn Bích Phương. Còn hình thức thì cũng ok, tạm được. Ngoại hình thì em nghĩ em tự tin lắm đó chị ạ. Miễn sao là mình tự tin là được. Còn đấy là đánh giá của người ngoài thì chỉ là nghe để tham khảo thôi. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Em đi với chị gái và em gái và bạn của em gái. Rồi. Dạ. Chị gái chị ruột hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em thấy là cả hai bạn cũng khá là hợp với nhau. Thứ nhất là xét về hình thức thì em thấy bạn gái này khá là xinh xắn, dễ thương. Và em cũng mong là giữa hai bạn sẽ có một happy ending. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Chúng ta bắt đầu kéo màn. Chào bạn. Các bạn. Có một loài hoa đó. Không bao giờ. À, là khó ba nơi. Nhìn bạn rất là trẻ. Có một nụ hoa hé nở. Oh, okay.
Ờ, mình tặng bạn. Cảm ơn bạn. Anh em nha, anh em nha, tự tin lên. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là như thế nào? Nhìn anh rất là trẻ với hơn với lại số tuổi. Nói chung là nhìn rất là sáng sủa, dễ thương. Cảm ơn em. Dạ. Còn anh thì sao? À, thấy em cũng xinh xắn, cũng dễ thương. Cảm ơn anh. Anh với em thì thấy cũng có nhiều điểm chung đó. Có hả? Ừ. Hình như là em sống bình thường, em sống về cảm tính nhiều hơn là lý tính đúng không? Ừ, dạ đúng rồi. À, em là người hướng nội đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Ừ. Thì nói chung qua cách nãy giờ anh lắng nghe, anh nghĩ là em biết quan tâm người khác. Dạ. Thì cũng phù hợp với cái tiêu chuẩn của anh. Hy vọng là vậy ạ. À. Dạ. Nào, chúng ta nghĩ sắp tới mình sẽ hẹn hò thế nào, thời gian và không gian ra sao? Thì có thể mình đi xem cả nhà. Trước giờ em chưa xem bao giờ ạ. Vậy thì mình đi xem. Anh hát luôn cho em nghe luôn. Hát cho em nghe luôn. Rồi, hát một bài hát tỏ tình đi em. Em xin hát bài Hòn Đá Cô Đơn. Bởi vì hiện tại là em đang cô đơn. Đúng rồi. Có hòn đá cô đơn rất sớm, đứng ở đó cớ sao một mình. Này câu trai thất tình, buồn làm chi hỡi em. Có chỉ gió bay ngang qua, khe nhà thâm mãn tâm hồn mình. Em quên lời chứ. Trời ơi, hèn chi cô đơn là phải rồi. Con gái hát đối đáp liền đi. Em sẽ hát bài Combo Tình Yêu ạ. Đó, rất là lãng mạn. Tại vì thường em là có cái tật là hay quên, mà giống như trước đám đông em thường hay quên lời nữa, nên mà em có hát sai mọi người đừng cười em nha. Không sao. Dạ, giống anh em, mình hợp nhau đó. Người yêu ơi, còn mềm đã héo khô, mà khổ lá sắc xa, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân cuốn theo mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi ạ. Rồi bây giờ tiến hành bấm nút nha. Tay vào nút bấm đi em. Đó. Cặp đôi này rất hợp lý. Một cô gái rất dễ thương, thông minh. Một chàng trai cũng mạnh mẽ, lanh lẹ ha. Hy vọng là các bạn sẽ trao nhau một cái cơ hội, chúng ta tiến xa hơn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyền quyết định là ở các bạn. Bao nhiêu đó thời gian cũng đủ để chúng ta cảm nhận được là đối phương có hợp với chúng ta hay không. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau. Chàng trai Bình Định và cô gái Phú Yên. Đẹp đôi lắm các bạn nha. Rất xinh đẹp. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống trùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy giữ lấy và đưa một bạn gái rất xinh xắn này đi xem phim. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chương trình ạ. Gửi tặng hai bạn một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng, áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của Áo Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chương trình. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú và một phiếu giảm giá khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Gửi tặng các bạn khi các bạn mua sản phẩm của nệm Đồng Phú. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagon, trợ lý dạ dày trợ sức thành công. Mời các bạn. Đó, thấy chưa? Đi te ôm cặp gối về luôn hả? Mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Nói chung tại vì em mập nên em cũng thích một bạn gái có tính, có hình dáng thon thả một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời em. Mình giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên kia nghe luôn nha. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn gái bên kia. Mình tên là Bảo Long.
Hiện nay mình đang là giáo viên mà mình năm nay mình 29 tuổi. Giáo viên dạy cái gì? Dạ mình đang dạy môn vật lý, dạy ở cấp 3. Mình dạy bao nhiêu năm rồi? Dạ em dạy được 7 năm rồi. Dạy ở trường nào? Dạ em hiện chỉ dạy ở trung tâm thôi chứ em chưa dạy ở trường. Quê bạn ở đâu? Quê gốc của em là ở Thừa Thiên Huế. Còn hiện nay thì gia đình em đã vô đây lâu rồi. Mời bạn gái. Mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Lê Trần Phương Dung, năm nay em 25 tuổi. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Quê em thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ em đang là giáo viên. Giáo viên luôn? Giáo viên dạy là cái gì em? Dạ em dạy môn tiếng Anh. Dạy môn tiếng Anh lớp mấy? Dạ em dạy ở cấp tiểu học. Hay quá. Hình như thầy cô giáo gặp nhau rồi đó. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của cô giáo là gì? Điểm mạnh của em là khá là nhiệt tình. Em hiếu thảo với bố mẹ. Rồi em rất là chung thủy. Còn ưu nhược điểm bạn? Dạ nhược điểm của em là em suy nghĩ mọi thứ nó hơi bị đơn giản. Cái chuyện đó là cái bạn đó bạn muốn nói là như thế, nhưng mà em chỉ nhìn vào cái mặt chính diện của nó thôi. Đó. Nghĩa đen thôi, không cần nghĩ nghĩa bóng cho nó mệt, đúng không? Thật ra là nó là một cái nhược điểm. Nữa là em khá là nóng tính. Với em thẳng quá, không thích là em sẽ nói ngay tại đó luôn. Mở màn lên em làm bộ giống như anh bên đó là học trò em đó. Anh nói cái gì em giữ ý em quát thử cho chị nghe coi nha. Coi cô giáo. Trời ơi chị vậy trời ơi. Còn bạn trai, mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì chắc em là người ít nói, trầm tính, dễ thông cảm với mọi người, với lại kiên nhẫn. Khuyết điểm của em là nhiều khi em cũng hay quên. Mẫu người bạn trai lý tưởng em muốn tìm là như thế nào? Cao cỡ 1m60 trở lên thôi. Có luôn. Biết quan tâm, biết lo cho gia đình và đặc biệt là phải hiếu thảo. Cái này là chắc chắn có luôn. Với mọi chuyện là phải nghĩ cho nhau một tí. Ví dụ bạn đó, hôm đó là trong trường có họp hay là có một cái bữa tiệc gì đó, thì nên nhắn tin cho em một tí là mình đi đó, mấy giờ mình về. Đó, chứ còn đừng có mà đi không vậy đó, xong rồi mình cái đó sẽ rủ em đi theo được không? Mình suy nghĩ. Dạ được. Với lại là em cũng thích đi chung, chứ em không có thích mà bạn đó bạn đi xong cái bạn bỏ mình ở nhà. Bạn thích người đó như một cái hình tượng nào không? Dạ như ba em. Dạ ba em cũng cao cỡ 1m6. Ba em thương mẹ em lắm. Ba em cao mập lùn? Dạ mập. Có mập. Sao yếu xìu vậy? Mỗi cái em chia sẻ cho ba với mẹ, ba mẹ đều có một cái nhất quán chung. Quyết định như thế là cả nhà đều ok như thế. Coi như bây giờ em mà đi làm gì, bất cứ đi tuyển chồng cũng vậy, là phải đem về hội đồng thẩm định là cả nhà đồng ý. Nói chung mấy mấy bạn nữ hay cứ tìm người yêu mình giống ba mình á, về cái có gì thấy chồng mình là la gì cũng sợ. Yên tâm đi ha, coi như người ta tưởng mình là ba rồi, sợ gì cũng được chứ. Mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Nói chung tại vì em mập nên em cũng thích một bạn gái có tên, có hình dáng thon thả một chút. Dạ với lại giống như tính cách của bạn nói thì em thấy tính cách bạn rất là hay, thẳng tính. Tại em không thích kiểu mà vòng vo, là có gì thì nói thẳng với nhau. Anh xem coi thon thả thế nào nha. Chờ một phút. Dạ em chào. Chào cô giáo. Dạ em chào anh. Này là thả nè, ăn hơi thả chút xíu ha. Tại vì bữa giờ là do là em làm nhiều quá, cái thành ra là cái mức độ ăn của em nó không có vào cái giờ cố định. Nếu như mà lỡ mà có quen á thì em sẽ cố gắng em thon lại. Không được rồi, thế này cũng không đến nỗi ấy đâu. Xinh dễ thương mà. Em phải bắt người phải giống như ba em mới được hả? Dạ không, nghĩa là giống chút chút là được rồi. Cỡ ba em 10 thì bạn đó khoảng 7 là được. Ba em có khó tính không? Dạ không, ba em dễ. Vấn đề chỗ bây giờ, thí dụ như giờ em và anh yêu nhau nè, hai đứa đồng ý bấm nút rồi, yêu đương nhau hết rồi mà dẫn về ba mẹ em không đồng ý tội nghiệp ảnh. Dạ ba mẹ em có đây. Thôi được rồi đó. Vậy cặp này xứng mà. Rảnh thì em đi xe đạp vòng vòng. Do tập mà cũng ăn nhiều nên nó cũng chưa ổn được. Kiếm chiếc xe đạp đôi á ha, rủ nhau đạp xe đạp rồi tâm sự buổi sáng rồi cũng dễ thương. Sáng sớm 5 giờ hai chồng dậy đạp xe tập thể dục, 6 giờ về hai đứa quất hai tô phở về nhà ngủ giấc tới 8-9 giờ là được rồi. Dễ thương nè. Anh cũng được khởi đó rồi đó. Bây giờ nếu được á thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ anh thì nếu như em thấy mà nếu như hợp nhau thì có thể trong vòng khoảng 1 năm. Rồi mình muốn đẻ mấy đứa con? Em nghĩ thì cũng tùy thuộc theo kinh tế của hai vợ chồng đó chị. Thí dụ như hiện nay thì một đứa là được, nhưng mà thí dụ như trong tương lai công việc mình tốt hơn thì có thể hai đứa hoặc ba đứa.
Ông mặc bằng này hai bạn dễ thương ha. Dễ thương chứ. Hợp ghê luôn á. Thôi bây giờ thế này nè, anh quan trọng nhất là cô bên kia thôi. Và chúng ta cho gặp ba mẹ cô ấy. Chào em Uyên Linh và Cát Tường. Cho cô hỏi về em đang ở đâu? Dạ, nhà em ở quận 3. À, ý cô muốn hỏi chính xác địa chỉ hay sao? Không, cô chỉ hỏi tại vì con này nó đi dạy xuống rồi, nó cũng đi, nó dạy tới 9 giờ là nó. Ví dụ như sau này nó đi cái này vẫn đi dạy gì, em có đồng ý không? Tại vì nó dạy thêm nhiều lắm. Thì em cũng dạy đa phần trong nhà thì em sao cũng... mà em được? Dạ con xin lỗi chứ. Dạ con cũng dạy đến 9 giờ đa phần cũng buổi tối. Khoảng một tuần thì khoảng 4 buổi tối là dạy đến 9 giờ. Nói chung là hai đứa dạy thêm suốt hả cô? Lòng là khổ chú đó. Thưa anh Cường Linh với cô Cát Tường. Dạ. Qua cái nhìn kéo trai đây thì tôi thấy là cái phong thái đầu tiên á, cái cảm nhận đầu tiên của một con người á, là thấy có nét phúc hậu. Tôi thì cũng là giáo viên. À, cho nên cái cảm tính của tôi đối với nghề giáo tôi rất là mến. Cho dù nó không có giàu nhưng mà nó có cái nghĩa, cái tình trong cái cách sống và trong cuộc sống. Thì riêng cảm nhận của tôi thì tôi thích. Giờ chú nói chú đầu tiên là chú thích rồi đó. Nhà gái đã yên tâm, bây giờ đến nhà trai, em đi với ai? Ba mẹ em bị bận công việc nên em có nhờ bác với lại chú thím đi. À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Thật sự là hôm nay á đi dự cái buổi này á thì tôi cũng rất là vui. Có được một cái chỗ, một cái vị trí để cho các cháu nó làm quen với nhau. Bây giờ nếu đánh giá cô gái thì tôi thấy là hai cháu là giáo viên cũng là thấy tốt. Cháu tôi á, thật sự cái ngành nghề của nó học không phải là giáo viên, kỹ sư ô tô. Nhưng mà khi ra trường đi làm giáo viên mà bây giờ gặp thêm một cô giáo viên nữa cũng rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ kéo màn để các bạn có thể nhìn nhau, nói chuyện với nhau. Kéo màn lên. Cảm ơn quà tặng em. À, hy vọng em thích đọc sách. Dạ em. À, thì anh tặng em cuốn sách này cũng là một cuốn sách anh rất là thích. Tác phẩm Gió Lạnh Đầu Mùa của Thạch Lam. Nó nói về vấn đề tình người rất là nhiều. Thì hy vọng mình cũng có những cái giá trị đạo đức giống nhau. Dạ. Thì không biết là bình thường khi rảnh thì em thích làm gì ạ? Nghe nhạc, cũng có đọc sách. Em thích nghe nhạc loại nào? Dạ em nghe nhạc nó trầm một tí. Nó không có nhảy nhót nó... À, nói vậy thì sở thích giống nhau. Rồi bạn gái hát tặng bạn trai một bài hát cho hay không khí. Anh đưa em theo với, cầm tay nhau và đưa lối. Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời. Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. Quá xa xôi không anh ơi. Hay quá. Bạn gái hát rất là dễ thương. Giọng rất dễ thương. Gái có ghen không? Dạ em có. Ghen dữ không? Dạ khá dữ. Không phải là dữ vô lý mà là em có cái giác quan thứ 6 rất là nhạy. Kỳ kỳ cái là em biết liền à. Bạn kỳ kỳ em biết liền à. Nghe thấy sợ anh ơi. Bạn trai có lăng nhăng không? Dạ không, em trước giờ cũng vậy thôi chị. Nói chung nếu em thích ai thì tính em cũng thẳng thắn. Nhưng bạn trai có ghen không? Em chưa biết anh, em trải qua tình cảm cũng chuyện tình cảm cũng hơi ít. Nhưng mà em nghĩ là khi mà đã thương nhau thì chắc cũng sẽ có ghen thôi. Đúng rồi. À, kinh tế ai sẽ quản lý con cái mình? Không, dĩ nhiên là vợ rồi chị ơi, chứ em nhức đầu vấn đề tiền bạc lắm. Em quản lý được không bạn gái? Dạ được. Cảm nhận ngày hôm nay mình gặp nhau, mình cảm thấy như thế nào mình nói với nhau? Em cảm nhận bạn này rất là điềm tĩnh, đúng cái gu người mà em thích. Là không nói nhiều. Tại vì em nói nhiều hơn. Bạn cũng đúng ngành nghề em thích luôn. Dạ. Nhưng mà em muốn hỏi một cái là, ví dụ như em với bạn mà lỡ mà giận nhau á, bạn sẽ xử lý như thế nào? Anh em với anh. Nói chung anh thì cũng trải qua rồi, thì anh thường là người xin lỗi trước. Cho dù chuyện có đúng hay sai gì đó thì cứ để từ từ. Vấn đề mình phải hạ cái nhiệt độ lúc đó xuống. Dạ. Chịu vậy không? Dạ chịu. Rồi, bạn trai cảm nhận thế nào về bạn gái nãy giờ nói chuyện đó? Bạn gái rất là dễ thương, công việc cũng là đúng cái công việc trong những công việc em thích. Tại vì em cũng không thích mẫu bạn gái mà làm về công việc cái mảng ví dụ như kinh doanh. Nhùn nhon là cải thiện được đúng không? Dạ. Thấy bạn cũng tính cũng dễ thương, vui vẻ, tính cách thì rất là hợp với những cái gì em suy nghĩ. À, chỉ có vấn đề giống như ngoại hình thì em cũng nói chung em cũng đã nói từ đầu là em thích một cái mẫu người gái thon thả. Rồi, bạn gái, em muốn nói gì với anh không? Dạ, em
em thấy gặp nhau là có duyên rồi. Ví dụ sau này không có duyên gì khác thì mình vẫn là bạn được mà. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Bấm tức là các bạn đã trao duyên rồi đó. Một lần trao duyên là một lần rất khó nha các bạn. Tim mình không đập mạnh, không cảm xúc, không bấm, sẽ có rất nhiều người khác bấm. Chuẩn suy bị. Nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời. Em có bấm không? Có. Bấm mà. Bạn ấy có một chút hốt hoảng, tức là bạn ấy đã có một chút cảm tình với anh này. Nào hãy nắm tay nhau. Cái nắm tay đầu tiên. Nói chị sợ em không bấm muốn chết luôn à. Em nói là em muốn người nhon. Cô chưa nhon lắm sao em vẫn bấm? Khi đã lên đây thì người phụ nữ người ta đã bỏ đi cái sự kiêu hãnh của người ta. Không thì cái đó không phải là em đánh giá hơi nghiệt ngã. Nhưng mà em thấy như vậy, chính vì vậy em sẽ đáp lại cái vấn đề như vậy. Và sẽ cố gắng cùng nhau. Dĩ nhiên sẽ cố gắng. Còn nếu như trong tương lai có những cái không hợp thì cái chuyện đó mình vẫn là bạn bè thôi chị. Nào hãy hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Hãy xin phép ba mẹ đi. Đó, cảm ơn. Bố đồng ý rồi đấy. Phải nhắm mắt để mà hưởng thụ. Nào, cảm nhận. Hãy thật sự rung động bằng nụ hôn đầu tiên nào. Bắt mời đầu. Bạn nam. Em bình tĩnh chưa? Dạ. Đó. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú và một cái voucher giảm giá 25% khi các bạn mua nền Đồng Phú. Gửi tặng hai bạn một phần quà, đó là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một phần quà của Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Nắm tay nhau đi bạn. Nắm chặt tay nhau nha. Nào. Được chứ. Nếu mình đau quá thì anh sẽ nắng chân lại cho em. Nắng chân lại cho em. Trời ơi, nắng biết nắng chân luôn hả? Rồi, ghế bên trái. Ôi. Mời hai anh chị tháo mặt nạ của mình ra. Chào chị Cát Tường. Chào MC Cát Tường. Dạ, mình sẽ giới thiệu lớn to rõ để cho đối phương có thể nghe được những chia sẻ của mình ngày hôm nay nha. Mời anh giới thiệu trước ạ. Mình tên là Đoàn Hà, 47 tuổi, hiện đang kinh doanh về bất động sản. Yeah. Anh Hà đang sống ở đâu ạ? Mình sống mình định cư bên Mỹ và mới trở về Việt Nam mấy năm nay. Là bây giờ mình ở hẳn Việt Nam luôn hay là mình vẫn đi về về? Cũng đi qua đi lại. Dạ. Yeah. Anh ở quận mấy anh? Ở thành Việt Nam? Mình ở Tân Bình. Tân Bình. Mình ở đó với ai? Mua nhà riêng ở một mình. Dạ. Coi như là về đây được mấy năm rồi ha. Lý do nào anh lựa chọn là quay trở về Việt Nam ở trong mấy năm vừa qua? Cũng qua Mỹ được 20 năm rồi cho nên là cũng về lại Việt Nam là để kinh doanh á. Nhưng mà cũng không ở lại Việt Nam, ở Việt Nam luôn mà đi qua đi lại. Dạ. Bây giờ mình nghe chia sẻ của bạn gái bên đây một xíu ha. Mời em gái giới thiệu nè. Dạ. Em là Phương Thanh. Năm nay em 38 tuổi. Em đang là giáo viên cấp 2 ở một trường tại quận 1. Quê em ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở tại Sài Gòn chị. À, giờ thì mình đang sống với ai em? Em sống với ba mẹ. Ba mẹ sống ở đây luôn, nhà đông anh chị em không? Dạ không, chỉ có một em gái thôi. À, giờ coi như là nhỏ lớn ăn học lên lớn là giờ đi làm cô giáo thôi phải không? Dạ vâng. Rồi, rất là đơn giản ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á hả? Em thì khá là tự tin á. Mọi người nhận xét em là rất là ấm áp khi mà nói chuyện. Nhưng mà đối với người lạ thì đôi khi em hơi nhút nhát. Có thể là mọi người nghĩ là em chưa có thân thiện, nhưng mà khi mà nói chuyện vô thì mọi người thấy là em là một người ấm áp. Còn cái nhược điểm của em thì là em là hơi bị vội vã. Tính em thì nó hơi hậu đậu một xíu. Khi mà em đã quyết định điều gì rồi thì em sẽ không có suy nghĩ lại về cái quyết định của em. Coi như là làm là quyết là không hối hận phải không? Dạ vâng. Quyết đoán trong công việc. Dạ. Em dạy môn gì? Em dạy môn giáo dục công dân. À, môn giáo dục công dân. Rất là điềm đạm. Nhưng mà sao lại hậu đậu ta? Làm cô giáo mà hậu đậu rồi ảnh hưởng đến công việc không? Đôi khi em hơi bị vội vã trước những cái quyết định của em á chị. Em hơi bị coi như là vội vàng quá. Nhưng mà nhiều người cứ nói nếu mà em làm khác đi thì kết quả nó sẽ khác. Nhưng em thì không nghĩ vậy. Em luôn cái quyết định của em là em nói là nó là đúng.
Nếu như vậy thì là vậy là đó là điểm mạnh hay điểm yếu? Tại vì em nói là em luôn vội vã trong những quyết định, nhưng mà em không bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định của em. Vậy là được rồi, em làm theo ý em là được rồi. Ý là hơi hậu đậu á chị, nhiều khi mình làm nhanh quá cái nó dẫn đến một cái số điều không hay. Thế còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của Hà là vui vẻ hòa đồng, năng nổ trong công việc, tiếp người sống tình cảm, biết chơi đàn và hát. Wow, biết chơi đàn và hát nữa, tuyệt quá. Thế còn điểm yếu? Điểm yếu của mình là chắc cứ hơi cầu thả. Có khó tính không anh? Không, mình không khó tính. Không khó tính. Có gia trưởng không anh? Ừ, không luôn. Sống ở nước ngoài chắc cũng không có khó được gia trưởng đâu ha. Dạ không. Anh chơi đàn là chơi đàn gì? Piano hay guitar? Mình chơi guitar. Guitar. Dạ. Rất tiếc ở đây không có guitar, nhưng anh vẫn có thể hát tặng mọi người, tặng bạn gái bên đây một đoạn nào đó mà anh thích. Dạ được. Mình hát một đoạn trong nhạc phẩm Tình Thơ Xót Xa. Dạ. Tặng bạn gái và tặng mọi người. Dạ. Từ khi yêu em, anh đã biết bối rối về những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp ánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em dịu dàng thiết tha cho tình đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay em mãi. Rất là ngọt ngào, em cảm nhận như thế nào về giọng hát của ảnh? Em thấy ảnh hát rất là hay á chị. Thế em có biết hát không? Dạ không. Em hát rất là dở. Hát rất là dở. Em nói rất là hay đúng không? Nói trong lớp với mấy đứa nhỏ phải không? Dạ. Rồi thế tình trường của em như thế nào? Em thì trải qua 3 mối tình, trong đó là có 2 người nước ngoài. Nước ngoài hay là Việt Kiều? Nước ngoài. Nước ngoài luôn. Cái mối tình mà gần đây nhất á là để lại một cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với em. Thì ảnh thì là cũng là sinh ra ở Mỹ, nhưng mà ảnh làm việc bên Mã Lai á chị. Nói chung là tụi em đi du lịch, sau đó thì tụi em gặp ảnh. Sau đó khoảng chừng 2 tháng thì ảnh bay qua Việt Nam để mà gặp em. Rồi em bay qua bển, gặp ảnh mà em đi chung với mẹ em. Thì sau đó em cảm nhận là ảnh không còn yêu em giống như xưa nữa. Ảnh có một cái gì đó thay đổi. Mặc dù bên ngoài ảnh rất là chiều chuộng em, chăm sóc cho em đủ thứ hết, nhưng mà em có một cái cảm nhận của phụ nữ chị. Rồi em về Việt Nam, sau đó bạn em, thì bạn em sống bên đó thì nói là ảnh đang có sống chung với một cái bạn nữ. Khi em trở về Việt Nam một tuần sau đó thì tụi em vẫn liên lạc, nhưng mà em thì có một cái cảm giác khác rồi. Em quyết định là nói chia tay với ảnh. Một tháng sau đó là ảnh liên lạc với em liên tục. Em tức của em không biết cách nào hết, là em phải xóa hết tất cả những gì liên quan đến ảnh. Tất cả luôn, số điện thoại anh hay số khác em lại tiếp tục xóa. Em chặn tất cả mọi Facebook, Instagram em chặn hết. Em nghĩ là lý do thứ nhất là do anh thay đổi. Và lý do thứ hai, mà cái lý do mà anh thay đổi á, là do cái quan niệm của em. Mặc dù là mọi người nhìn em bên ngoài thì thấy có vẻ như là em là người sống phóng khoáng, nhưng mà thực chất là không phải như vậy. Trong cái quan hệ mà nam nữ á, thì em cái quan niệm là không có sống thử và không có quan hệ trước hôn nhân. Mà chỉ biết là người phương Tây thì họ đòi hỏi cái chuyện đó đầu tiên. Nhưng mà ảnh cũng rất là hay, ảnh chịu đựng em trong vòng hả 1 năm trời hơn. Em quen ảnh là 1 năm 3 tháng. Mặc dù đã chia tay thì em cảm thấy anh vẫn là một người tốt. Bởi vì sau đó 2 tháng thì em nhận được cuộc gọi từ chương trình. Em thấy mình thật là may mắn. Thôi, em thấy mình may mắn là được rồi. Tại vì thật sự mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ, một cái quan điểm riêng. Nhưng mà khi mà chị rất là trân trọng em ở cái việc là em đã đưa mẹ đi cùng sang để gặp ảnh. Có nghĩa là mình là một người nghiêm túc, muốn tính đến cái chuyện lâu dài, nên có thể em đã bị tổn thương khi mà em phát hiện ra điều đó. Đó cũng là một cái thông điệp để gửi đến các quý ông, là đôi lúc đó, trong một cái mối tình, cái chuyện tình cảm, mình không biết trân trọng mà không biết gìn giữ thì nó mất lúc nào không hay. Có nhiều người đàn ông đôi lúc họ lại hơi tự tin thái quá, vì họ nghĩ rằng cái người này quá tốt với mình, cái người này quá yêu thương mình thì họ sẽ mãi mãi ở đó và đợi chờ mình. Nhưng mà phụ nữ mình nó rất là vị tha, rất là dễ tha thứ. Câu chuyện này cũng mới đây ha, chắc có lẽ em vẫn còn âm ỉ. Thế nhưng mà thôi, em đã nói em may mắn và chương trình đã gọi mình rồi, thì chị mong rằng tất cả những chuyện đó nó sẽ qua và em sẽ có một cái tương lai tốt hơn với những gì mà em đáng được nhận. Em cảm ơn chị. Rồi, thế anh ạ, tình duyên của mình thì như thế nào ạ? Mình thì cũng có 2 mối tình lúc còn bên Mỹ.
Cái tình thứ nhất là lúc còn mình mới qua đó, đi học trong trường, quen bạn gái trong đó. Lúc đó thì đang đi học mà chưa có tài chính, chưa có đi làm, chỉ làm part time thôi, làm ít giờ đó. Mối tình đó cũng kéo dài được năm đó, thì mình cũng chia tay. Mối tình thứ hai là lúc mình quen cách đây cũng 5-6 năm rồi. Bạn gái đó là sống ở tiểu bang khác, cho nên là cái sự liên lạc đó, nó cũng không có được suôn sẻ đó. Cuối cùng là cũng không đến được với nhau. Bao nhiêu năm anh về Việt Nam, 3-4 năm nay thì mình cũng chưa tìm, không có quen một mối quan hệ nào ở đây ạ? Về đây được 3 năm rồi thì cũng có quen một bạn gái, nhưng mà rồi cũng không thấy hợp. Anh nghĩ như thế nào về quan điểm của bạn gái bên đây vừa chia sẻ về việc là sống thử trước hôn nhân? Sống thử trước hôn nhân thì mình nghĩ là nếu mà hai người á, quen nhau mà cảm thấy mà hòa hợp với nhau á, đã tìm hiểu nhau kỹ rồi đó. Tùy theo hoàn cảnh á, nếu mà cái sống trước hôn nhân có thể là có thể chấp nhận được, nếu mà hai người chân thành với nhau. Đã xác định là yêu nhau và chân thành với nhau rồi, sao không cưới đi? Có thể hoàn cảnh đó người ta chưa thể tổ chức đám cưới được, hay là vì một lý do nào đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cô gái này, cô đã chia sẻ cái quan điểm của cổ là không có quan hệ trước hôn nhân, thì nếu như trường hợp mà mình tìm hiểu, mình thấy hợp ý mình và dạ, tiến đến lâu dài, thì anh có chấp nhận cái việc như vậy hay không? Mình tôn trọng ý kiến của bạn gái, mình tôn trọng ý kiến của người khác. Theo mình thì mình cũng không thích sống thử trước hôn nhân. Anh mong muốn tìm một người bạn gái hay là một người vợ tương lai của mình sau này là người như thế nào? Mình cũng thích một cái người phụ nữ hiền, có tính cách nhẹ nhàng, biết lo cho gia đình. Về ngoại hình ha, mình có yêu cầu gì không anh? Ngoại hình thì nhìn dễ nhìn chút. Cũng đơn giản ha. Thế còn em mong muốn tìm một người như thế nào? Dạ, một người thì em mong muốn nó là tính tình thì phóng khoáng, nói chung là vui tính một xíu, với lại là quan trọng là phải biết quan tâm yêu thương em, vậy là đủ rồi chị. Anh nhớ ảnh là có hơi lớn hơn em cũng khá nhiều ạ. Anh là sinh năm bao nhiêu anh? Dạ, mình sinh năm 73. 73 thì lớn hơn bạn 9 tuổi. Thì đối với bạn về là nhiều hay ít? Em thì không quan trọng tuổi tác, chủ yếu là mình nói chuyện có hợp với nhau không, mình có cái cảm xúc gì hay không thôi chị. Về ngoại hình em có yêu cầu gì không? Em nghĩ là nên cao khoảng 1m7. Để coi một lát, ủa anh cao bao nhiêu anh? Mình 1m67. 1m67 thôi, thiếu một xíu ha. Hai bạn có chuẩn bị có hình không? Dạ có chị. Anh có hình không anh? Trong điện thoại đây. Rồi cũng được, anh cho em xem hình thử coi. Mình đoán cái thử nhau cho vui xem mình có nhận ra nhau không nè. Dạ, đây, anh nhìn đi. Cô gái ấy trong đó đó, một cô giáo dạy giáo dục công dân. Nhìn đi em, tìm đi. Trong đó có ảnh đó, 47 tuổi, biết đàn, biết hát, kinh doanh bất động sản, Việt Kiều Mỹ. Về đây được 3 năm. Đó, thông tin nó chỉ có vậy, cao 1m67. Sao? Anh nghĩ là ai? Bạn này. Wow, rồi, tại sao anh lại chọn cô đó? Thấy bạn gái nói cái tuổi đó, mình đoán vậy. Cũng hay. Còn em? Em nghĩ là anh Tuấn Chính Dữ này. Lý do sao em chọn anh đó? Em đoán vậy thôi chị. Giữ đó đi, giữ nguyên đó đi, coi phải hay không nha. Mời hai anh chị nhìn về hướng trái tim để Tường mở trái tim này ra xem có đúng như cái người mình chọn hay không. Mà ông cũng ác ghê, ông đưa cái hình ta chọn, ông đưa cái tấm hình, ông nhắm mắt. Chào hai bạn. Ảnh đã đoán đúng em đó, cô gái chính giữa mà chính giữa đeo mắt kiến đen chính giữa đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em đã chọn trật ảnh rồi, tại ảnh đưa hình cũng oan nghiệt lắm. Anh đưa sao tấm hình ta chọn, anh đưa tấm hình anh nhắm mắt vậy anh? Người ta mới chọn người khác chứ. Khi chính giữa trái tim này mở lên thì cái cảm nhận đầu tiên của anh là gì? Dạ nhìn bạn gái cũng vui vẻ dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên của em là gì khi mà chính giữa trái tim này mở ra? Nhìn ảnh có vẻ là người nhân hậu. Cảm ơn. Đó cũng chỉ là cái cảm xúc đầu tiên thôi. Chúng ta cần phải có thời gian để trao đổi, có dạ, thời vâng. gian để tìm hiểu ha. À quên, tặng quà anh. Dạ. Anh có món quà tặng. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Đây là một cái quyển truyện. Thì em chưa có đọc cái chuyện đó, thì em muốn là anh nhận cái quyển truyện đó anh đọc xong anh kể xem nghe nội dung đó là như thế nào. Trời ơi, cũng quà nghiệt quá ha. Còn bên đây quà gì mở ra coi nè. Dạ, đây là một chai nước hoa. Trời ơi, mới gặp nhau mà tặng nước hoa. Người ta nói có điềm đó, thiệt tình luôn à. Thôi kệ đi, chứ hồi đó giờ tôi người ta cũng tặng tôi hoài rồi, tôi cũng chia tay hoài à. Mà không tặng cũng chia tay, mà tặng cũng chia tay. Thà có tặng đi, có chia tay còn có quà. Cái tựa cuốn truyện tên gì anh cũng coi giùm em cái cuốn truyện đây. Để em về em coi anh có đọc không, rồi anh kể cho người ta nghe.
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đổi tư duy một chút xíu thì có thể thay đổi cuộc sống được ha. Rồi hy vọng anh sẽ đọc cái chuyện này xong rồi anh có cơ hội kể cổ nghe. Bây giờ thì mời hai anh chị sẽ có một ít thời gian để chúng ta có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Mình chắc cũng có nhiều điều cần phải chia sẻ thì mới có thể hiểu thêm nhau được. Mời em. Dạ, cảm ơn em. Anh có gì muốn hỏi em không? Em tên gì anh quên. Dạ, Phương Thanh. Phương Thanh. Anh tên Hà. Hà, dạ. Thanh quê ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn đúng không ạ? Sinh Sài Gòn. Dạ, ba mẹ em cũng sinh ở Sài Gòn. Anh cũng vậy, anh cũng sinh Sài Gòn. Hiện giờ em sống với ba mẹ. Dạ vâng, em sống với ba mẹ. Còn em gái em thì đã lập gia đình rồi và có một bé. Thì cuối tuần thì em gái em cũng về nhà em chơi. Nói về vậy thôi chứ nhà nó cũng ở quận Phú Nhuận luôn. Còn công việc của anh như thế nào? Anh thì bây giờ cũng về đây là kinh doanh làm về nhà đất đó. Là anh ở đây luôn hả anh? Thì anh cũng đi qua đi lại. Hồi xưa thì anh về cũng hay về chơi nhưng mà chỉ về chơi thôi. Yeah. Một hai năm về lần chơi một hai tháng. Yeah. Mà lần này là anh về về lâu. Ý là anh quyết định là ở đây lâu dài luôn hả anh? Thì cũng chưa biết nữa. Hiện giờ thì là về đây 3 năm thì quyết định là hiện đang ở đây. Dạ. Yeah. Nhưng cũng đi qua đi lại. Nhà em thì em có tính 6 người dì, 1 người cậu. Hết 5 người dì ở bên Mỹ hết. À. Chỉ còn cậu em với lại mẹ em ở Việt Nam. Em hỏi anh gì? Thì không biết hỏi gì. Quan điểm của anh về hôn nhân như thế nào? Thì anh nghĩ là trong hôn nhân thì là quan trọng là mình hòa hợp được với nhau. Dạ. Yeah. Quan tâm, chia sẻ. Dạ. Yeah. Em thì nghĩ là phải biết tôn trọng nhau. Đúng. Dạ. Yeah. Cái đó nó quan trọng lắm. Mẹ em nói là nếu mà tìm được một cái người chồng mà biết mà yêu thương mình á thì gia đình sẽ rất là hạnh phúc. Em nghĩ nó rất là đúng. Mà từ đó giờ em tìm hoài mà chưa thấy. Quen nhau thì bao lâu tiến đến hôn nhân? Nói chung là tuổi của em thì nó không còn nhỏ nữa. Dạ, yeah, thì nói chung là càng sớm càng tốt, em nghĩ vậy. Em nếu mà kết hôn em muốn có mấy baby. Cái đó là tùy duyên á anh ơi, mình không nói trước được. Bây giờ quan trọng cái câu chuyện của hai người nè. Anh định là sau này rồi thí dụ như hai người mà có duyên lấy nhau đi thì mình sẽ sống ở đâu? Rồi cô có phải làm dâu gì hay không? Hay là anh sống cùng với ai hay như thế nào? Đó là một cái chuyện trước mắt đó. Còn cái chuyện đẻ mấy đứa là phải ở đâu hả? Rồi mới biết đẻ mấy đứa nè. Cái thôi thì mình sống, anh cũng mua nhà rồi. Thì ở Tân Bình á. Dạ vâng. Thì mình ở Tân Bình. Thế còn gia đình anh còn... Anh chị gia đình thì bên Mỹ hết rồi. À. Ba mẹ? Ba mẹ thì bên Mỹ nhưng mà ba mẹ cũng mới mất cách đây 4-5 năm rồi. À, có nghĩa là cũng tự do, đầu do độc lập. Dạ vâng. Bên Việt Nam thì còn chỉ còn cháu gái. Là anh định là sau này là mình sẽ lập nghiệp ở Việt Nam luôn? Dạ, có thể. Ừ, có thể vậy. Em thích sống Việt Nam hay là thích muốn qua ngoại quốc? Em nghĩ là ở đây mình có cái công việc, có gia đình mình ở đây. Còn thí dụ như qua Mỹ thì mình có thể đi du lịch thì mình sẽ hay hơn, thích hơn là mình sống ở bên đó. Nhưng mà chị lại nghĩ nếu mà chị có con cái thì chị muốn con cái chị ở nước ngoài. Thì cũng nhiều người cũng có suy nghĩ giống chị á. Nhưng mà tại vì em chưa có con cho nên em chưa hiểu tới vấn đề đó như thế nào. Nhưng mà em thì em thích ở Việt Nam hơn. Nếu có điều kiện là mẹ em cũng có thể đi Mỹ được. Nhưng mà em nói mẹ em cứ việc đi thôi chứ em là em sống ở đây thì thoải mái, như em có thể em đi qua bển thăm ba mẹ em. Em thích hơn, về qua bển thì mình không có được làm một cái công việc mình yêu thích. Ừ. Đó là cái quan điểm suy nghĩ. Mọi chuyện nó còn ở phía trước. Nếu mà cặp đôi này thành công mà tiến tới hôn nhân thì dễ mà, muốn ở đâu cũng được mà. Mọi sự nó đều nằm trong cái khả năng của mình. Nhưng mà thí dụ những người mà lớn tuổi á, hoặc là những người mà họ đã sống nhiều năm ở bên kia thì hay là một cái lý do hoàn cảnh gì đó, đôi lúc họ là muốn nhàn hạ, nhàn nhã rồi họ mới muốn về Việt Nam. Đó là chuyện của hai người khi mà chúng ta tiến xa hơn nữa. Nhưng quan trọng trước tiên là phải tìm hiểu và phải cảm thấy hợp rồi mình mới tính tới được những bước đó nữa. Bây giờ thì mời hai anh chị bóc một lá bài của chương trình đi ha, để xem những cái yêu cầu trong này mình thực hiện để cho nó vui với lại mình hiểu nhau nhiều hơn. Anh bóc trước đi ạ. Một lá thôi anh thàm quá. Rồi anh đọc lên giùm em. Nếu được một chàng trai ôm bất ngờ, bạn thích được ôm như thế nào? Dạ thì ôm thì bình thường thôi. Ôm nhiều kiểu lắm em. Ôm đằng trước, ôm trực diện, ôm đằng sau, ôm tới. À, ôm mình hông, ôm đó, nó nhiều cách ôm lắm chứ. Ôm giống như hai người bạn gặp nhau ôm nhau vậy. Là ôm sao hai người bạn gặp nhau? Hai người bạn là ôm trực diện. Dạ, ôm trực diện. Rồi, anh qua thực hiện nữa anh. Là ôm trực diện. Dạ đúng rồi, thì tại cổ muốn ôm trực diện. Tùy cổ.
chị là thích ôm sau lưng, nhưng mà có thể có đó là một cho dành cái người đàn ông mà mình yêu thương. Dạ đúng chứ. Đúng rồi, nhưng mà chị là thích vậy. Rất vui được biết em. Dạ. Dạ vâng. Chào anh Hùng. Trời ôm gì không có dính gì hết trơn. Ôm phải dính vô. Trời ôm chứ 30 giây tao cũng mới kịp ghi hình chứ chưa gì hết trơn. Làm lại à? Nhiệt tình. Lại hả chị? Lại. Đó, phải ghi hình được chứ. Rồi, cảm ơn anh ạ. À, em gái đọc cái yêu cầu của mình đi ạ. À. Bạn và bạn gái đang cùng đi bộ. Bất chợt bạn gái kêu đau chân, bạn sẽ làm gì? Hãy thể hiện bằng hành động. Là hai người đang đi bộ. Người đang đi dạo, đang đi bộ mà cổ mang giày cao gót, giờ cổ bị đau chân thì lúc đó anh sẽ xử trí như thế nào? Thì sẽ dừng lại và anh sẽ hỏi em là tại sao đau chân, rồi nếu mà mình chật đi, mình chật gót á thì mình sẽ dừng lại mình nghỉ ngơi, hay là nếu mình đau quá thì anh sẽ nắn chân lại cho em. Nắn chân lại cho em. Trời ơi, nắn biết nắn chân luôn hả anh? Trời ơi, nắn chân luôn. Có thể là bị chật massage, chật khớp hay là gì đó mà mình nắn lại hay là sao đó. Rồi cổ vẫn đau luôn, rồi làm sao đi về anh? Thì có xe là mình trở về thôi. Trời đất ơi. Mình đi xe mà. Chứ anh không nhận, anh né từ ẩm bồng luôn, anh đậu không nổi sao á. Dìu ra xe anh ha. Mình không ẩm bồng nổi đó mình cũng dìu ra nổi. Đây là câu hỏi sẽ dìu em ra xe. Dìu nổi không anh? Dạ được. Bình thường anh có chơi thể dục thể thao gì không? Thì khi về đây Việt Nam không chơi. Bên Mỹ thì ở bên Mỹ thì có đi bộ hay là chạy bộ. Hồi nãy anh hỏi anh cổ một cô câu trả lời mà cổ chưa trả lời, thế anh trả lời đi, anh muốn có mấy con? Hai đứa là được. Hai đứa là được. Yeah. Rồi hồi nãy anh có hỏi luôn là chừng nào cưới luôn phải không? Chị nghe ở ngoài loáng thoáng vậy đó. Rồi hai người có nghĩ là mình sẽ quen nhau bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân không? Em thì em nói là càng nhanh càng tốt, nhưng mà anh thì như thế nào? 6 tháng là được. 6 tháng là được. Mọi thứ sẵn sàng. Yeah. Rồi, thì bây giờ em cho hai anh chị 30 giây nữa, hai người hãy nhìn nhau. Vì bây giờ mình cũng là những người trưởng thành hết rồi. Thật ra ở đây thời gian chỉ để là đo cảm xúc thôi. Có cảm xúc với nhau hay không, còn tìm hiểu là còn một cái quá trình nữa. Bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm là chuyện của hai người. Nhưng ở đây là Tường đã tạo cho hai anh chị một cái cơ hội gặp nhau. Cho hai anh chị thêm 30 giây nữa, mời hai bạn nắm tay nhau ạ. 30 giây. Rồi chúng ta mỗi người sẽ nói với nhau nghe cái suy nghĩ của mình giờ phút này như thế nào, mình mong muốn điều gì hay là muốn nói gì đó với đối phương. Rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hay không. Rồi mời hai anh chị nắm tay nhau 30 giây ạ. Trực diện nhìn thẳng vào nhau. Một lần nữa để đo cái cảm xúc của mình. Tại hôm nay cái cơ hội nó chỉ có vậy thôi. Rồi, anh mạnh dạn lên. Tự tin lên. Nắm tay. Dạ. Yeah. Nắm tay chứ không phải bắt tay nha. Nắm tay. Rồi nhìn tại nhau em đi. Em đang ạ. Có rất là rung. Nhìn nhau đi ạ. Rồi mình cảm nhận 30 giây nha. Nếu mà cảm thấy đủ thì anh hãy là người nói trước. Nắm tay bạn tình gái cũng rung, thấy rung. Rồi ngày hôm nay anh muốn nói điều gì khi tham gia chương trình này? Và bây giờ cảm xúc anh như thế nào? Tham gia chương trình này thì anh cũng rất là vui được quen với em. Anh biết em. Thì anh nghĩ là có thể chúng ta sẽ là bạn. Dù có bấm nút hay không thì chúng ta cũng là sẽ là bạn với nhau. À, nói chung là em tham gia chương trình này là với một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc, vượt qua mọi cái sự nhút nhát của bản thân mình đó để mà em tham gia chương trình này. Thành thử ra là em cũng đặt niềm tin vào cái chương trình sẽ cho mình một cái cơ hội, cho một cái tương lai khác. Gặp anh ở đây là có thể là mình cũng có duyên với nhau, mình mới được gặp, mình mới được ngồi ở đây gặp nhau. Em cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội. Rồi, mời hai anh chị chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm nha. Quyền quyết định là của anh chị, giống như Tường nói lúc nãy, cái cơ hội thì do mình tự nắm bắt. Chương trình cũng chỉ tạo một cái cầu nối và cho mình một cái dịp để mình gặp nhau thôi. Sau 3 tiếng đếm của các Tường, nếu như anh chị đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh. Còn nếu không đồng ý hẹn hò thì chúng ta có quyền lấy tay ra. Và mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình ngày hôm nay. Mời hai anh chị nhắm mắt lại ạ. Từ khi yêu em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Có thể chúng ta sẽ là bạn nhé. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi vẫn muốn phỏng vấn anh, hỏi anh một câu nữa là lý do anh, tại sao anh lại không bấm nút, cảm nhận điều gì nó chưa phù hợp với mình. Mình cũng chưa cảm thấy rung động.
Anh có phải là người khó rung động trong tình cảm hay không? Cũng hơi khó. Tường thấy đây cũng là một cô gái rất là chân thành, cũng rất là thẳng thắn, mà Tường nghĩ rất là một cái mẫu người vợ lý tưởng mà nhiều người mong muốn. Thì nói chung Tường cũng không hiểu được cảm xúc của anh như thế nào, tại vì mỗi người, bản thân mình đôi lúc còn chưa hiểu rõ mình nữa thì làm sao hiểu rõ được người khác. Nhưng mà Tường, chị rất là trân trọng những cái suy nghĩ của em. Chị biết em là một người rất nhạy cảm, khi mà anh ta nói cái điều như vậy thì chị cũng hiểu là em cũng có cảm nhận được. Nhưng em là một người rất là mạnh mẽ và rất, đã sống đúng với những cái gì suy nghĩ, và chị chắc chắn 100% em sẽ có những cái hạnh phúc mà em sẽ đáng được nhận. Biết đâu khi bước ra khỏi chương trình này, một cái gì đó nó bất ngờ, cái tương lai nó rất là vi diệu và nó sẽ đến với em. Chị cũng hơi bất ngờ về cái việc bấm nút của em. Chị hiểu cái tín hiệu của anh gửi, và chị cảm nhận là em cũng hiểu, nhưng mà em đã sống thật với mình. Đó là một điều rất là trân trọng. Có thể có nhiều người đang xem chương trình này, họ đang cảm thấy nuối tiếc và họ đang còn muốn tìm đến em. Hy vọng rằng là cái duyên nó sẽ đến với em một ngày không xa. Rồi, cảm ơn. Rồi, mời anh đứng đây ạ. Không sao cả, thưa quý vị, đến với chương trình của chúng tôi thì chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều cung bậc của cảm xúc. Có những cái điều chúng ta cứ ngỡ là như vậy nhưng không phải như vậy, bởi vì chưa đến phút cuối cùng thì chúng ta chưa biết được kết quả sẽ ra sao. Nhưng dù có là như thế nào đi chăng nữa, ngày hôm nay chúng ta đã sống thật với bản thân mình, đã cố gắng hết sức thì chúng ta không có gì phải ân hận, và chúng ta sẽ luôn hy vọng và kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Chị mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em gái nha. Cảm ơn chị. Rất là thương, rất là đồng cảm với em. Mạnh mẽ lên cô gái, chắc chắn là sẽ tốt. Giống như chị vậy thôi, chắc chắn sẽ tốt. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Em cũng rất là trân trọng những cái suy nghĩ và những cái quyết định của anh dành cho chương trình. Và em cũng hy vọng rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm được một người vừa ý với mình. Cảm ơn chương trình. Dạ. Cảm ơn MC Cát Tường. Dạ. Hôm nay thì cũng có một chút buồn khi mà Tường đã không làm tròn cái vai trò là bà Mai, bà mối của mình. Đó là quyết định của họ. Họ đều là những người trưởng thành. Xin cảm ơn họ đã đến với chương trình. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả luôn đồng hành với chương trình. Và thay mặt chương trình thì Tường gửi tặng em một món quà ha, để mình làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Bây giờ mời hai người bạn nam bước ra sân khấu. Wow. 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 Quá dữ, quá dữ. Hai chàng trai của tôi rất mạnh. Hai cô gái ơi, mình hãy bước ra đi nào. Wow. Thấy chưa? Chị thấy chưa? Thấy cái độ hú bên em cũng đâu có vừa với bên chị đâu nha. Trời ơi, bên nhà trai hú đi bên nhà trai ơi. Mọi người để yên vị, bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu, vì tôi biết rằng ai cũng hồi hộp khi ngồi ở chiếc ghế xanh ghế đỏ này hết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ nha. Rồi, mời em trai ngồi ở ghế đỏ. Xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt, và hai bạn nữ xinh đẹp bên kia, và toàn thể khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Mình tên là Bùi Minh Vương, năm nay 25 tuổi, sinh sống và lớn lên ở Phú Yên và hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh của mình là một người năng động, thân thiện, hòa đồng và đặc biệt là chiều chuộng người yêu. Về điểm yếu là hay nóng tính và hay khó tính với lại người yêu một xíu. Chơi luôn điểm mạnh, điểm yếu luôn. Mạnh hay luôn, yếu luôn. Mà điều làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm việc là nhân sự. Và hiện tại em đang học lên về thạc sĩ tài chính ngân hàng. Để bên anh nè, em hãy tự giới thiệu về mình đi nào. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường. Em tên là Khánh Uyên. Năm nay em 23 tuổi và em đang là nhân viên truyền thông. Quê em ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu. Em có cần xô gì, điểm mạnh điểm yếu gì luôn chứ, giống như xô quá rồi. Dạ điểm mạnh của em là nói được hai thứ tiếng là tiếng Trung và tiếng Anh. Em hãy thử sổ một chút xíu đi nào. Hi guys, my name is Uyên and I'm 23 years old and today I'm glad to be here and to meet everyone. Thank you. Yeah. Thấy chưa, tại em nó trơn á Vương. Em vô em sổ chi quá là bên kia sổ lại một chàng luôn, thiệt tình luôn á. Tiếp tục em, không sao, bên đây tôi còn một chàng trai nữa. Mời em trai ở ghế màu xanh. Chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào hai bạn nữ xinh đẹp bên kia và mọi người ở đây. Mình tên là Lữ Minh Chí, năm nay mình 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của Đại học MIT. Và ngoài ra mình còn có kinh doanh quán ăn nữa.
À, cần show điểm mạnh điểm yếu mình. Show luôn đi, giờ ta show hết trơn rồi mình show luôn đi trơn. Trời nhăm nhó gì. Điểm mạnh của em là người hòa đồng, rất là thích kết bạn, có thêm mối quan hệ mới. Tài năng thì em không biết hát nhưng mà em có thể đàn được. Đó. Không biết hát nhưng mà biết đàn. Cũng là một tuyệt chiêu với bộ. Chị chưa hiểu rõ là cái chính thức là em làm gì? Là em mở quán ăn à. Mở quán ăn là chính, là coi như làm ông chủ đó. Dạ. Quán ăn ở đâu vậy? Dạ, một cái ở đường Võ Văn Kiệt. Vậy là mấy cái luôn á hả? Hai cái gì? Hai cái. Món ăn chuyên về cái gì? Hải sản và những món món Âu là chính. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Còn em sao nè? Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt và chị ở Cát Tường cùng hai bạn ở bên kia. Em tên là Hoàng Thu Uyên ạ. Em năm nay 20 tuổi và em đang kinh doanh bán sỉ quần áo tại quận 9. Quê em ở đâu? Quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Điểm yếu của em là hay quên. Em có sở thích là ca hát. Bạn trai ghế màu xanh tôi không biết hát biết đàn. Bây giờ mình đàn cho bên đó hát được không? Có cái đờn ở đây không? Có cái đờn luôn. Trời ơi. Bây giờ hai em có thể thương lượng hỏi nhau đi. Em hát bài đúng người đúng thời điểm. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng. Cùng sự ấm đèn cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Em quay lời rồi anh ơi. Chị em xin ngừng đây. Em cảm nhận giọng hát của bạn nữ thì sao? Hay, rất là hay. Tại vì em không biết hát nhưng mà em nghe ai hát cũng thấy hay hơn. Trời ơi, em không biết hát nhưng mà em biết đàn. Sao cưng? Nhận cảm nhận giọng hát của bạn. Giọng rất là ấm, rất là hay. Nhưng mà không biết khi em có tiếng hát lên bạn nữ bên kia như thế nào. Như thế nào là như thế nào? Em cũng chưa biết nữa chị. Thì bây giờ biết nè, mời em. Em hát đi, trời ơi, thiệt luôn á. Cũng như lần đầu tiên thì mình sẽ tặng cho hai bạn nữ bên kia một bài hát mang tên là Vô Cùng. Vì anh thương em. Đâu là cô đơn, nếu mình nghe nhau trong hạt mưa. Nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười. Và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàn non. Em nghe gì không hỡi em? Vì anh thương em như thương cây bàn non. Cây nhớ ai làm sao nói được. Ủa xong tiếp, tôi đang lấy chớm thiệt tình luôn á, làm cục phấn ghê vậy đó. Sao anh Vương ngồi ghế đỏ mới hát á, tiếng đàn với tiếng hát em thấy tiếng nào ổn hơn? Bản thân em thì thích tiếng đàn. Hát một bản cho anh nó đờn liền. Con gái là anh sẵn lòng đàn đó. Em hát bài Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi xong luôn. Đừng ai nhắc đến anh một lần để em bớt chơi với khi nghỉ tới. Anh đã xa em mà em còn lo lắng cho anh. Nụ cười cố giấu đôi mi buồn nhưng mà thấy anh nước mắt lại tuôn. Vòng tay yêu ớt này anh đã không cần. Dạ hết rồi ạ. Qua những câu hát hình như là mỗi bạn đều có một cái tâm sự riêng của mình đúng không Tường? Có vẻ tình trường dày dặn. Vương, tình trường em sao Vương? Tình trường của em thì trải qua một mối tình trong thời đại học khoảng 2 năm. Và tới thời điểm hiện tại thì khoảng 4 năm thì chưa có một mối tình trường nào hết. Tại sao vậy? 4 năm này ở không thì em sẽ tự chăm lo bản thân mình và tự đi làm để mình kiếm tiền và để cho lo lại cái người mà sẽ cùng bên mình đi mãi mãi đến về sau thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Rồi bây giờ dự trữ được khá chưa? Tài chính thì em đã vững rồi nhưng em muốn vững hơn nữa. Vững hơn nữa. Ước mơ của em về cái sự nghiệp của em, cái vững của em đó là như thế nào? Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lò bún bánh.
Và hiện giờ là có được cái gì rồi? Thì có thể mua được ô tô. À, là coi như là bốn bánh có trước. Dạ, bốn bánh con trước. Thật ra lầu phải có vợ mới có lầu cũng dạ, được. Dạ đúng rồi, dạ. Đúng không? Có gì vợ phụ cho mình, bây giờ tuổi trẻ mà. Của chồng công vợ hoặc là cả như là cả hai cùng hỗ trợ cho nhau thì nó sẽ là nhanh đạt được ước mơ hơn. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy em gái tình trường em sao? Dạ em có một mối tình hồi đi học. Bao lâu cưng? Dạ một tháng. Dạ một tháng. Rồi sao ngắn vậy? Ủa sao dụng tóc là bóc dục hoài vậy? Dạ không phải, tại vì cái lúc mà quen bạn đó thì bạn đã nói em khó chịu quá với nhiều nguyên tắc quá nên em cho bay mộng, cho bay mộng. Trời đất, nhiều nguyên tắc quá. Mà bao nhiêu năm? Chắc 5 năm rồi. 5 năm. 5 năm rồi mà sao không có mối tình nào khác? Dạ tại vì khi mà em quen bạn đã xong á thì em mới phát hiện ra là em có nhiều thứ để lo hơn. Nếu như mà em tìm được đúng người thì em nghĩ tuổi nào em sẽ kết hôn? Chắc theo phong thủy quá chị ạ. Phong thủy là sao cưng? Là tới tuổi thì hợp thì lấy, còn chưa thì chưa lấy. Tới Minh Trí, tình trường của em như thế nào? Nếu nói về mối tình sâu đậm thì em trải qua được hai mối tình. À, tuổi trẻ tài cao ha. Em có quen được một bạn nữ ở Biên Hòa, ở quê em. Em cũng thường xuyên chạy Sài Gòn Biên Hòa về rất là thường xuyên. Nói chung là cưng lắm. Nhưng cái còn tầm đó đó, 2 tháng chuẩn bị em bước vào kỳ thi thì cái là em không có về Biên Hòa nữa, tại tập trung em ôn thi. Thì tối đó là điện thoại em là 4-5 cuộc gọi, bạn em gọi thấy bạn gái mày đi với người khác kìa, bạn gái mày ngồi xe ôm eo ai kìa. Lúc đó em mới gọi em hỏi, em nói là sao đi chơi với ai mà ôm eo đồ hạnh phúc vậy, thì xong vẫn chối là bạn. Thì em mới nói là thôi chuyện để sau rồi nói. Thì cái là bạn gái em chia tay luôn. Rồi cũng chưa giải quyết rõ vấn đề là bạn hay là bè hay là... Vậy là rõ rồi chứ còn gì nữa không rõ. Đó là mới mối đầu à, mối thứ nhì. Thì là một năm sau đó là đó là bạn thân của em. Quen cũng được 6-7 tháng thì nhưng mà tụi em bị một cái là tụi em suy nghĩ của tụi em không lúc nào kiểu bất đồng quan điểm á. Thì xong rồi một thời gian thì cái là tụi em cũng chịu hết được thì tụi em dừng lại nhưng vẫn là bạn bình thường. Chứ chưa mất bạn hả? Dạ. Còn chờ gì nữa? Mình hãy bộc bạch một chút xíu về chuyện tình cảm của mình đi chứ. Em thì chưa có mối tình nữa đó. Hồi còn đi học á thì em có thích đơn phương một người. Tình đơn phương? Lúc đó lớp mấy? Lớp 8. Lớp 8? Chị thấy em cũng dễ thương xinh xắn mà hồi đó giờ chưa có mối tình nào. Nguyên nhân gì? Lo làm phụ bố mẹ về lo học á. Vậy thì em có để ý xung quanh mình có những cái vệ tinh hay có những ai mà người ta cũng đơn phương thích em không? Dạ cũng có. Vậy là do em khó tính? Dạ em thấy là không phù hợp. Tiêu chuẩn của em sao? Em thích một người trưởng thành, hành động nhiều hơn là lời nói. À, vóc dáng mẫu mã cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. Trời ơi cao dữ vậy hả? Với lại có công việc ổn định, không hút thuốc. Hai chàng trai bên này mình có ai hút thuốc không? Dạ không luôn. Có không cưng? Có. Có, rất thật thà. Mẫu người của Chí thích sao Chí? So sánh nhẹ nhẹ có trùng khớp nhau không? Em thích bạn gái em suy nghĩ chín chắn, độc lập, cá tính. Bóc dáng, gương mặt, mẫu người lý tưởng như thế nào? Em thì thích mẫu người kiểu ốm á chị. Thì bị nít na hay là hiện đại, cổ điển? Cổ điển. Cổ điển. Dạ. Có thể ngồi đi phượt cùng em. Dạ. Cổ điển thường ở nhà nấu cơm giặt giũ không ai đi phượt ngoài đường hết trơn. Em nói cổ điển là cái cô thời trang mặc đồ nó kín đáo chút ha. Dạ. Vương, mẫu người lý tưởng của Vương là như thế nào? Anh trang cái đó. Mẫu người lý tưởng của em thứ nhất thì có thể là về chiều cao thì ngang bằng em hoặc là thấp em một xíu. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 1m74. 1m74 rồi. Thứ hai thì suy nghĩ trưởng thành và chín chắn và biết chăm lo cho cái bản thân mình nhiều hơn. Tính của em thì em rất là chiều người yêu và em rất thương người yêu. Nhưng mà nói chung cô ấy cũng phải có cái tính tự lập, tự lo được cho bản thân đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nãy giờ người phụ nữ đã im lặng và lắng nghe không á ta. Mẫu người của em về cái vóc dáng thì cao, đô con tí nhưng mà đừng có muối. Tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hót tim luôn, không nhìn xuống. Nó nghe muối, không có muối. Muối, to con bự. Cao, đô con, một muối. Yeah. Với lại bạn đó trầm tính, nóng tí xíu. Tại vì em nói rất là nhiều. Lâu lâu cũng có một chút nguyên tắc nữa. Nên là khi mà lỡ mà hai đứa cãi nhau, cái em cũng nói, cái ảnh cũng nói, cái hai đứa nó qua nó lại chắc nghĩ luôn. Em cũng cần một người là kiểu phân định được là
đâu là em gái mây, em gái mưa, em gái nắng, em gái bão gì đó, phải phân định ra. Có không? Vương có em gái mưa, em gái mây gì không? Dạ không. Trí có em gái mưa gì không? Dạ không. Chứ tôi sợ là đúng là mấy ông bây giờ hay có cái màn có em gái nuôi, em gái mưa rồi ha. Bây giờ họ nhà trai, nhà gái ngồi dưới rất là đầy đủ, rất là đông đủ. Rồi ưu tiên cho bên nhà gái trước. Chào mọi người trong trường quay, em là bạn đồng nghiệp của Jay. Jay hả? Jay là tên? Dạ, biệt danh. Ờ, biệt danh. Jay có ý nghĩa gì? Bạn nữ là Jay, em là biệt danh là Joy. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi Jay là cái gì mà Joy là cái gì? Dạ, Jay là tên tiếng Anh của em thôi ạ. Rồi liên quan gì em đâu mà em ghép vô giống em, Joy. Thì em thấy cái Jay với Joy Jay, dạ đúng rồi, chưa Joy là chi Jay chép nó mới giống nhau. Jay với Joy đâu có giống. Ông Joy, Joy vẫn giống hả chị à? Rồi, nói tiếp đi em gái. Em thấy là hiện tại là mỗi bạn đều còn khá là ngại. Em cũng chưa có phân định được là ai là sẽ phù hợp với Jay. Nhưng mà sau một hồi suy đi ngẫm lại thì em thấy là anh ghế đỏ là kiểu như là một người cũng trưởng thành. Và nói là hồi nãy anh có nói là sẽ chiều bạn gái, thì với những cái tính khó tính rồi đặt ra nguyên tắc như Jay thì hai bên em nghĩ là sẽ lắng nghe, chịu khó chia sẻ thì sẽ bền, khá là bền. Tính của em thì em rất là chiều người yêu và em rất thương người yêu. Tôi là chú họ của bé Uyên. Thực ra bé Uyên nó khó tính thì còn phải như đâu, do là bé làm, do thích làm ăn quá, nó chủ tâm công việc nhiều, tình duyên nó chưa có đến. Còn nói về tình cảm á, thì thôi để cho từ nhỏ nó quyết định. Chú thích thích đứa nào hơn? Theo chú thì ghế ai nấy chọn đi, màu xanh đi, màu xanh nó đỏ. Chú nói vậy đi. Rồi, cảm ơn chú. Tới bên nhà trai nè. Thì em là người nhà của bạn Trí. Cho em hỏi bạn ghế đỏ, bạn nữ ghế đỏ chút xíu là em có ngại nếu như mà bạn trai của mình nhỏ tuổi hơn mình không? Nhỏ nhiều không ạ? Một tuổi. Chắc cũng không sao. Sao? Thì Trí ơi, từ nãy tới giờ là chị thấy từ phong cách cho tới cái nói chuyện và tính cách thì chị nghĩ là bạn ghế đỏ phù hợp với em nhất. Theo quan điểm của anh á, là có cái bạn Uyên tóc ngắn này nè, dễ thương. Đó, rất là phù hợp với em, anh nghĩ là vậy. Theo con mắt nhà nghề của mình là vậy. Trời ơi, con mắt nhà nghề. Đó, tôi thích vậy đó. Tôi thích người nhà đi theo là phải cho cái ý kiến đó là chính xác. Nhưng mà vậy là khó cho hai chị em mình á. Khó cái gì? Khó hai chị em mình hơi chéo chéo nhẹ rồi. Kệ đi, thôi nè. Mình coi nào được nước thì mình đẩy thuyền rồi, thôi. Rồi, vậy đi rồi. Hai chị ha. Úi da, qua chia sẻ nãy giờ em thấy thì hai bạn đều có cá tính. Bạn ghế đỏ thì một người rất là kiểu như là rất là chững chạc. Anh chọn thì anh có thể chọn bạn ghế đỏ. Nói nghe nè mấy em, mặc dù nãy giờ ở dưới ý kiến người thân là như vậy, mình nghe mình tham khảo thôi. Bây giờ lúc này mới là quan trọng. Mở cửa trái tim nha quý vị. Wow. Tự nhiên tôi thấy tôi bị điện giật á, bắn qua bắn lại cho tôi bị giật á. Chị đạp vào dây điện, chị đạp vào dây điện. Tôi thấy giống như nó lạnh lạnh, giống như có cái gì nó truyền qua. Rồi sao các chàng trai của tôi? Khi chị mở cửa em như bị một bạn nữ áo đỏ là một tiếng sét tình. Áo đỏ nào? Áo đỏ nào? Vâng, em xin lỗi. Áo đỏ. Áo đỏ là chị Tường á. Dạ. Áo đỏ nào? Dạ em xin lỗi. Em xin lỗi mà là em xin lỗi bạn nữ. Là bạn ghế đỏ, ghế là đỏ, khi mở cửa em đỏ. Là tiếng sét tình định vào trong tim rồi. Liền luôn hả? Liền luôn chứ không thể. Bởi vậy anh chàng này hay lắm, liền tay không nói gì luôn, để qua dằn mặt cái xong đi về luôn. Không anh, khi mà em gặp bạn nữ, nói chung là khoảng 4 năm em chưa yêu, nói chung là lần cũng như lần đầu tiên là em yêu, nói chung là em cũng tìm một người mà bạn gái, nói chung là em rất là run. Phải bình tĩnh nha, phải bình tĩnh, phải định thần lại nha. Hít thở em, hít thở em, hít thở. Nè, người đàn ông kia người ta im lặng cười cười nãy giờ kìa. Cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa mở ra như thế nào? Cũng có điện giật đó chị. Giật có hơi, điện hơi, giật hơi mạnh, sắp bùng tim em luôn. Sắp bùng tim luôn rồi. Cảm xúc của hai em gái đi. Em thấy hai bạn nam rất là dễ thương. Một bạn thì trông trẻ, một anh thì trông... Già. Chững chạc. Chững chạc. Em thấy cũng bình thường. Ơi. Tại vì đối với em thì hiện tại bây giờ là gia đình là trên hết. Nên là khi công việc của em được tiếp xúc rất là nhiều anh, trai. Nên là em cũng chỉ lo là khi nếu mà có tiến tới thì họ sẽ không có thông cảm được cho công việc của mình. Với lại một cái nữa là em cũng hay quạo á.
khi mà quen nhau mà cứ phải suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin anh ơi, em ơi em đang ở đâu, ăn cơm chưa, làm gì vậy? Ừ thôi em làm đi là thôi. Em cũng giống bạn là em cũng không thích nhắn tin chịu quá trời lắm. Nhưng mà em cũng giống như bạn này, em không thích nhắn tin, thà em gặp trực tiếp. Rồi không lẽ không thích nhắn, không thích đồ là đi nửa tháng tuần lễ rồi liên lạc, không liên lạc với nhau? Dạ có chứ, vẫn phải liên lạc qua, giống như là mình sẽ gọi video call hay là gì đó. Bây giờ vậy nè, để cho các bạn có cái sự tiếp xúc đi, đạt cho cái sự va chạm nhẹ nhẹ một chút xíu, cảm nhận nhau một xíu. Bây giờ ưu tiên em đúng rồi đó, tại vì em là người mà chưa có cảm xúc gì hết trơn. Em qua tặng là xong, em xin nắm tay hai anh luôn để em coi có anh nào truyền điện cho em không. Dạ, em tặng anh ạ. Dạ, rồi tặng đi, tặng rồi xong rồi. Dạ, em tặng anh ạ. Hai đứa nắm tay nhau 30 giây nhìn nhau. Mở lòng ra đi, có gì đâu. Trời ơi, nhìn tôi chi, nhìn ảnh á. Anh tên là Trí, nãy anh đàn cho em hát đó. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng. Nhìn đi coi có miếng cảm xúc nào chưa. Được chưa, cảm nhận được chưa? Được chưa? Rồi xoay qua tới anh này. Đó, nắm tay nhau, nhìn ảnh chứ đừng nhìn nói tôi. Nói chung là em đừng có ngại về cái việc nắm tay hay không. Thì anh nói chung là rất là thoải mái về việc nắm tay. Nói chung là anh thì tính anh rất là khó, nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ, rất là chiều chuộng. Ồ, cái người gái anh rất khó gặp gái, rất dễ. Rồi, tới phiên Jay. Em qua nắm tay. Không, cái này làm giống như mình là bắt tay với đồng nghiệp rồi. Giống như một người, hai người bạn thân thiết với nhau, thì mình phải nắm tay để sao cho tình cảm hơn, tình cảm hơn. Dắt tay đi nhau đến hết đoạn đường này. Mặc dù cũng hơi rung hơi liếu biếu chút mà nói cũng ngon lành lắm, thành câu thành văn lắm. Sao tay anh lạnh quá vậy? Nói đi chị. Thật ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi, nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn để mình. Về chỗ đi, chà tôi thấy bên đây có cái màu máu me tranh đấu ở đây quá nha. Chị Tường, anh Đại cho em xin nói. Nói đi, thoải mái. Có nghĩa là không phải là em về hướng với bạn ghế đỏ nhiều hơn hay ít hơn, nhưng mà trong của em thì em đều hướng về hai bạn. Nhưng thật sự trong tâm em đang có một cái vấn đề suy nghĩ. Suy nghĩ cứ giải đáp. Nếu mà thật sự phù hợp với em á, thì em sẽ chọn bạn ghế xanh. Lý do? Tại vì nếu từ đầu mà em chưa có bức tường, chưa có mở cửa ra, thì em có chưa có biết hai bạn như thế nào, hai bạn nói chuyện như thế nào. Nhưng mà khi tới bạn áo xanh, hình như khi bạn cất tiếng hát lên đầu tiên thì em có một chút cảm xúc đối với bạn ghế xanh. Còn khi em không biết thì mới nãy khi nắm tay bạn nữ bên ghế xanh như thế nào. Nhưng mà khi em nắm tay bạn thì giống như nó có một chút gì đó giống như nó truyền lại cảm hứng cho em. Thì tính anh rất là khó, nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ, rất là chiều chuộng. Rồi nắm tay bạn ghế đỏ không có hả? Dạ có. Hồi nãy tôi đã nói rồi, dục tóc là bóc dục, chưa gì mở cửa ra sách bọc. Nè em ơi. Ok. Đối với tính của em là cái gì em làm được sẽ làm được, còn không thì thôi, chứ không có giống như là đánh nhanh thắng nhanh. Em đi chậm mà chắc. Chậm đâu chậm, nãy giờ tôi thấy đi lẹ quá, hai tôi nói không lại luôn. Bây giờ tôi không hiểu ý muốn gì luôn. Bây giờ mình cho mấy bạn ấy thêm 30 giây nữa được không? 30 giây. Hãy bộc bạch 30 giây. 30 giây tự do, bắt đầu. Anh hỏi bạn áo xanh bên kia thì cứ kia. Em áo hồng. Anh xin lỗi. Từ từ. Cái 30 giây này là người ta không có phải lùa. Suy nghĩ luôn. Không có lùa nữa. Anh xin gọi hỏi bạn ghế xanh. Thì cái quan điểm của em là cái về chủ đề mà ví dụ như gia đình, tình yêu, cái nào đặt quan trọng hơn? Em nghĩ là cái gì nó cũng phải cần có thời gian á. Mình nên tìm hiểu, nếu mà hợp thì mới bắt đầu tiến đến được. Cái câu nói của em là nó đúng với ý của anh luôn. Cho em hỏi bạn ghế đỏ là bạn có thích đi du lịch không? Dạ có. Có thích đi phượt không? Dạ có. Dạ, em hết hỏi rồi, em hỏi đó. Hai bạn gái. Em muốn hỏi là nếu như mà trong một cái tình huống là khi mà xung quanh em có quá nhiều người con trai, và đương nhiên là tụi em vẫn có thể khẳng định được là ai là bạn trai của mình và ai là đồng nghiệp của mình, nhưng mà kiểu công việc của em phải thường xuyên tiếp xúc với họ như vậy thì các anh có... Thì như hồi nãy mình cũng có nói là chỉ cần nói rõ cho mình biết là người đó là ai, phân biệt rõ ràng nhưng thì... mà
Tại vì em, theo như em được biết á, là công việc của em á, là không ai thông cảm được hết á. Nên là có giải thích thì cũng như vậy thôi. Được làm bạn trai của em thì sẽ có được sự ưu tiên gì khác với là những người bạn thường của em? Em nghĩ là em sẽ có một cái phân định rạch ròi với bạn trai và bạn đồng nghiệp. Phân định như thế nào? Như là em sẽ quan tâm hơn cho bạn trai em. Còn những người khác họ còn muốn ấy nữa thì thì em sẽ ấy ra thì ấy ấy. Đấy là tại vì em nghĩ là em sợ là tụi em quen thì bị chán á, tại vì cứ không nhắn tin suốt thì không có connect với nhau được thì nó... Em à, em đã làm nghệ thuật rồi, trái tim em phải nhạy cảm. Em phải biết cách làm cho tình yêu của em nó phải thăng hoa và đầy màu sắc. Chưa yêu mà sao tình yêu nó chán được? Tình yêu nó đẹp lắm em. Trời ơi, chị 44 tuổi mà chị yêu như gái mới yêu lần, yêu như gái mới yêu lần đầu vậy. Trời ơi. Trời, làm gì có cái chuyện mà tình yêu mà nó chán. Nó chán là chị, trừ khi em không có yêu, tình yêu em nó nguội lạnh nó mới chán, phải không mấy em? Bây giờ đến thời phút và là thời khắc quan trọng nhất rồi. Chúng ta hãy lắng động lại một chút xíu. Nếu mình cảm thấy đủ đông đầy, mình hãy mạnh dạn đưa ra cái quyết định. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút, màu đỏ và màu xanh, tương ứng với người ngồi trên cái ghế đó. Bạn thích người nào, bạn có quyền bấm chọn người đó. Bây giờ tất cả mọi người hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Và đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn có 5 giây suy nghĩ và bấm nút lựa chọn. 5 4 3 2 1 Đừng ai nhắc về anh ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi, tao luôn chị. Em thích một người trưởng thành, hành động nhiều hơn là lời nói. Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lầu bốn bánh. Ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn nữa mà. Em thì chưa có mối tình nữa đó. Đồ còn tí nhưng mà đừng có muối, tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hot tim luôn, nhìn xuống. Đâu là em với mây, em với mưa, em với nắng, em với bão gì đó. Phải phân định ra. Bấm. Cái này không kháng đèn. Hỏi coi em có bấm không vậy? Không bấm hả? Vẫn cương quyết khó tính không bấm hả em? Em chưa cảm nhận được. Không cảm nhận được ai hết hả? Dù là cô ấy không bấm nhưng chúng ta vẫn có được một cặp đôi. Đó là cô gái ghế màu đỏ và anh chàng ngồi ghế màu xanh. Ôi trời, hai người quà để dành, dành... quà để dành cho nhau luôn hả trời. Cái này là tại vì em là rất thích đọc sách và chơi thể thao, nên là hy vọng là có thể cùng anh cuối tuần không rảnh rỗi mình gì đi cuối đọc tuần sách. Không rảnh rỗi. Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ đi đọc sách, hoặc là mình làm một trận bóng chuyền cũng được. Nên là đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích, nên là tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. ghê dữ không, nãy giờ ngôn tình không à. Nắm tay nhau đi hai bạn. Quý vị ơi, một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm. Giờ mời hai bạn lên đây cưng. Rồi, lên đây. Em xin anh Đạt với chị Tường cho em xin nói một câu ạ. Em không biết là bạn nữ có khó tính như thế nào, nhưng mà nếu được thì em sẽ dành một cơ hội, anh sẽ xin số điện thoại và Zalo của em để các bạn nên mình nói chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là ngày hôm nay ở đây chưa bấm nút, nhưng mà về từ từ để em sẽ có điện. Được không? Lát cho anh cái cơ hội sau chương trình nha. Thì em cũng xin bắt tay bạn nữ một cái. Tự bắt tay chị. Cảm ơn chị, bắt tay chị và bắt tay bạn nữ. Duyên thiệt.
Và bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho cặp đôi đã bấm nút hẹn hò với nhau mỗi bạn là một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Và hy vọng các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại Realme này để liên lạc với nhau, là trò chuyện với nhau, chụp thật nhiều ảnh đẹp cho nhau luôn, và chia sẻ những khoảnh khắc mà chương trình, và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ này nha. Đây, dành tặng cho hai bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Em đây, tặng cho bạn một chiếc điện thoại. Cho bạn một chiếc điện thoại luôn. Ra xin số điện thoại, Zalo gì của nhau để hồi liên lạc nha. Và bây giờ thì chương trình sẽ tiếp tục gửi tặng cho các bạn. Đây là We Well Cool, là nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan và tốt cho sức khỏe của các bạn. Này, đây, để lên này, nha. Để luôn. Rồi. Và bây giờ thì nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, sẽ tặng cho mỗi bạn một combo bột giặt John. Đây. Đây, em cầm cái này qua bên kia anh chị. Đó. Rồi, để luôn, cầm bên đó. Đây đẹp luôn nè em. Đẹp quà vô luôn. Quá mà. Kính thưa quý vị, và nếu như cái cặp đôi mà đã bấm nút hẹn hò ngay chương trình mà chúng ta tiến đến hôn nhân thì sẽ được tặng 1 năm sử dụng bột giặt John nha quý vị. Kính thưa quý vị, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media, và nhớ đón xem vào tuần sau quý vị nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho tất cả các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.